Trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1.232. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Cộng hòa phản ứng dữ dội sau những lời công bố của Tổng thống Obama. Obama đặt trọng tâm vào NOA trong buổi mạng đàm về súng. Hai người tị nạn Iraq bị bắt ở Hoa Kỳ về cáo buộc khủng bố. Nhật và Mỹ áp dụng biện pháp chống bắt hàng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Kerry tuyên bố thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ được thi hành trong vài ngày. Việt Nam sắp tham gia Thượng đỉnh Asian do Tổng thống Mỹ chủ tọa. Và sau cùng là 121 di dân bất hợp pháp bị câu lưu, chờ bị trục xuất khỏi Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết, tin tổng hợp, công bố của Tổng thống Obama về các biện pháp kiểm soát súng đạn mới đã tạo nên nhiều phản ứng, đặc biệt từ các ứng cử viên tranh cử Tổng thống năm 2016. Trong bài phát biểu đầy cảm xúc từ Tòa Bạch Ốc, tổng thống tuyên bố hành động hành pháp đẩy mạnh toàn diện các biện pháp nhằm thắt chặt việc mua bán và sử dụng súng gồm kiểm soát toàn diện lý lịch của người mua súng các cơ sở bán súng phải ghi danh và phải có giấy phép tăng cường và bổ sung nhân sự thi hành những điều luật một cách hiệu quả hơn đồng thời mở rộng chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm thần và đẩy mạnh nghiên cứu kỹ thuật an toàn về súng tổng thống obama cho rằng ông chỉ đơn giản đang muốn thực hiện những bước đi khiêm tốn và với lý trí thông thường khi quốc hội im lìm tuy nhiên các ứng cử viên thuộc đảng cộng hòa lại cáo buộc tổng thống lạm dụng quyền hạn ứng cử viên thượng nghị sĩ tiểu bang texas ted cruz tuyên bố trên trang mạng tranh cử của mình obama muốn lấy đi súng của quý vị thượng nghị sĩ marco rubio tiểu bang florida tung ra một quảng cáo trong việc tranh cử mới với lời công kích. Kế hoạch của ông Obama sau vụ thảm sát tại San Bernardino là tước đoạt vũ khí của quý vị. Cựu thống đốc tiểu bang Florida, Jeb Bush cho rằng tổng thống đang trà đạp lên tu chính án thứ hai. Ông Bush cũng đăng trên mạng Twitter công kích cả Obama và bà Clinton. Ứng cử viên, cựu tổng giám đốc quản trị Hewlett Packard bà Carly Fiorina chỉ trích nặng chính sách về súng của ông Obama là bất hợp pháp và vi hiến. Trong khi ứng cử viên Ben Carson cũng cho rằng tổng thống là người không đáng tin cậy và hành động này chẳng qua là một chương trình nghị sự phục vụ cho mục đích chính trị. Cựu thống đốc tiểu bang Arkansas Mike Huckabee lại đề nghị ông Obama nên tập trung vào việc chấm dứt phá thai thì hơn. Ông cho rằng nếu chúng ta có thể cứu được một mạng người, thì hãy áp dụng tu chính án thứ 5 và 14 về những đứa trẻ chưa ra đời và cứu 4.000 mạng sống mỗi ngày. Trong khi đó, hai ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ lại ủng hộ quyết định hành pháp của Tổng thống. Bà Hillary Clinton đăng trên mạng Twitter, cảm ơn đã thực hiện một bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát bạo lực súng ống. Tổng thống tương lai của chúng ta cũng sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển sâu rộng hơn. Bà Clinton báo động rằng nếu một vị tổng thống cộng hòa được đắc cử, người đó sẽ đảo ngược những mệnh lệnh hành pháp của tổng thống Obama ngay từ ngày đầu tiên sau khi họ nhậm chức. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng ra thông cáo ca ngợi tổng thống Obama. Tôi ủng hộ tổng thống Obama đang giúp cộng đồng chúng ta an toàn hơn. Phần lớn người Mỹ, kể cả những người dùng súng có trách nhiệm, là những người lo lắng, bất an trước tình trạng nhiều người vô tội bị mất mạng. Ông Sanders cũng đồng ý với cải cách những cải tổ mới được thông báo. Tin Fairfax, Virginia, Tổng thống Barack Obama đã không ngần ngại đặt thẳng vấn đề với Hiệp hội Súng Trường Quốc gia NRA trong cuộc mạng đàm về việc kiểm soát súng hôm thứ Năm, 7 tháng Giêng, trong 70 phút nói chuyện với nhà báo Anderson Cooper, được tổ chức tại Đại học George Mason Fairfax, Virginia, và được đài CNN trực tiếp truyền hình. Tổng thống Obama đã trực tiếp nhắm vào NRA, trong khi tìm sự ủng hộ của dân chúng. Tố cáo nhóm vận động đầy quyền lực này đã tạo ra một câu chuyện đầy tưởng tượng để xuyên tạc cuộc tranh luận quốc gia về bạo động liên quan tới súng. Ông nói, cái lý thuyết của họ nói rằng tôi muốn tịch thu súng là có ý đồ xấu. Đúng vậy, đây là ý đồ xấu vì tôi chỉ còn làm tổng thống có một năm nữa thôi vậy thì khi nào tôi có thể thực hiện được điều đó ông obama cũng bào chữa cho việc ông ủng hộ quyền hiến định được sở hữu súng trong khi lập luận rằng nó cũng phù hợp với những cố gắng của ông trong việc ngăn chặn các vụ thảm sát tổng thống cho rằng noa từ chối chấp nhận trách nhiệm của chính phủ trong việc làm cho các vận dụng được dân chúng sử dụng hợp pháp được an toàn hơn ví dụ như dây đeo an toàn trong xe hơi hoặc chai thuốc có nắp đặc biệt để trẻ em mở không được. Ông cũng tố cáo NRA từ chối tham dự buổi mạng đàm, mặc dù văn phòng chính của họ chỉ cách trường đại học không xa, bởi vì đây là lý do tại sao NRA hiện hữu. Và quý vị tưởng là họ sẽ có mặt để tranh luận với Tổng thống. Ông Obama nói, có lý do tại sao NRA không đến, họ ở ngay cuối đường nè, nhưng họ không đến tham dự. Trước đó, ông Andrew Aru Lanandam, phát ngôn viên của NOA nói rằng, nhóm này thấy không có lý do để tham dự một buổi mạng đàm do tòa bạch ốc tổ chức với mục đích chỉ để quảng bá với công chúng. Tuy nhiên, theo AP cũng có nhiều thành viên NOA hiện diện trong phòng nơi có cuộc họp và trong lúc cuộc mạng đàm diễn ra, NOA thuyết ra rằng sẽ không có bất cứ xác lệnh nào của Tổng thống Ban ra có thể chấm dứt các vụ thảm sát như đã xảy ra mới đây. Hiệp hội bán lẻ vũ khí Hoa Kỳ, một nhóm vận động khác đại diện những người bán súng, có tham dự buổi mạng đàm hôm thứ Năm. Khi được hỏi công việc kinh doanh của họ ra sao từ khi ông Obama làm tổng thống, một đại diện của nhóm nói, chúng tôi làm ăn rất phát đạt vì có nhiều người lo lắng cho an ninh của họ. Trong khi đó, một cuộc thăm dò của CNN ORC cho thấy 67% số người được hỏi nói rằng họ ủng hộ những thay đổi về kiểm soát súng do Tổng thống đưa ra, trong khi có 32% phản đối. Các đề nghị của ông Obama bao gồm gia tăng kiểm tra lý lịch người mua súng, bắt buộc những người bán súng qua Internet và tại các chợ trời phải ghi danh với FBI, và muốn thêm nhân viên để kiểm soát lý lịch người mua súng nhằm ngăn chặn súng rơi vào tay những người bị bệnh tâm thần hoặc những người nằm trong danh sách cấm bán. Các đề nghị này được sự ủng hộ của 85% cử tri dân chủ, 65% cử tri độc lập và 51% cử tri cộng hòa. Tuy nhiên, 6 trong 10 người nói rằng các đề nghị của tổng thống sẽ không hiệu quả trong việc giảm thiểu các vụ chết người vì súng tại Hoa Kỳ và điều này được tới 75% người sở hữu súng công nhận trước đó cũng trong ngày thứ năm trong một bài xã luận đăng trên nhật báo the new york times nhà lãnh đạo hoa kỳ khẳng định sẽ không vận động cho bất cứ ứng cử viên dân chủ nào không ủng hộ cố gắng của ông trong việc kiểm soát súng một ưu tiên hàng đầu trong năm cuối của ông ở tòa bạch ốc tôi sẽ không vận động bỏ phiếu hoặc ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào ngay cả thuộc đảng của tôi nếu họ không ủng hộ việc cải tổ kiểm soát súng cho phải lẽ Ông Obama viết ít nhất chúng ta phải làm một điều gì đó. Tin tổng hợp, hai người Iraq tị nạn đã bị giới thẩm quyền liên bang Mỹ bắt ở Hoa Kỳ liên quan tới các cáo buộc về tội khủng bố gây sôi nổi trở lại vì những chỉ trích đối với kế hoạch của tòa Bạch Ốc muốn dẫn hàng ngàn người tị nạn đến từ các khu vực bị chiến tranh tàn phá ở Trung Đông. Cả hai người đàn ông bị bắt là người Iraq gốc Palestine và đã có mặt ở Hoa Kỳ trong nhiều năm. Theo các giới chức Mỹ, hai người này có thể đã liên lạc với nhau nhưng dường như chưa kịp lập kế hoạch để thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào tại Hoa Kỳ. Theo Bộ Tư pháp, Osmohamed Yunis Al-Ajab, 23 tuổi, bị bắt hôm 7 tháng 1 tại Sacramento, California nơi anh bị truy tố về tội khai man liên quan tới khủng bố quốc tế. Al jayyab đến Mỹ từ Syria vào năm 2012 theo quy chế tị nạn, bị tố cáo là khai man với nhà chức trách về những chuyến du lịch tới Syria. Theo các thông tin đăng trên các trang mạng xã hội, Al jayyab đã chiến đấu bên cạnh các nhóm cực đoan, kể cả nhóm Ansar al-Islam, Farad Said Al-Hadan, 24 tuổi, bị bắt ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Người này bị cáo buộc là tìm cách cung cấp các phương tiện về vật chất cho nhà nước Hồi giáo, kể cả huấn luyện cố vấn chuyên môn và những hỗ trợ khác. Theo cáo trạng của liên bang Al-Hadan vào Mỹ năm 2009, theo quy chế tị nạn từ Iraq và sau đó được cấp quy chế thường trú nhân anh ta bị tố cáo là khai man với các giới chức di trú và quốc tịch về những liên hệ với các nhóm khủng bố. Cả hai đã ra hầu tòa hôm 8 tháng 1, 2016. Tin Tokyo, Japan Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết đang cân nhắc việc áp dụng các biện pháp để đối phó với Bắc Hàn. Loan báo đã thử nghiệm thành công một quả bom hydrogen, còn được gọi là vũ khí nhiệt hạch. Ông Abi cũng cho hay đã điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và hai ông đã đồng ý hợp tác chống lại hành động của Bắc Hàn. Ông Abi tuyên bố tại phiên họp trước Quốc hội Nhật Bản rằng nước này sẽ giải quyết mối đe dọa trên với một dập trường vững chắc, thông qua việc hợp tác với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mà Nhật là thành viên không thường trực cùng với Hoa Kỳ, Nam Hàn, Hoa Lục và Nga, cũng như đưa ra đề nghị của riêng mình. Vẫn theo ông Abi, thì Hoa Kỳ và Nhật Bản đều cho rằng hành động khiêu khích của Bắc Hàn là không thể chấp nhận được, cho nên hai nước sẽ dẫn đầu cộng đồng thế giới để thúc đẩy Hội đồng Bảo an tiến đến việc thực hiện một biện pháp chung. Tiếng nổ dưới mặt đất tại Bắc Hàn đã làm rung chuyển quả địa cầu và sau đó thông báo với Tổ chức Giám sát Động đất của Hoa Kỳ về cơn chấn động ở cấp độ 5.1. Phúc trình của tổ chức này cho biết cơn chấn động xảy ra tại một địa điểm cách Pontcharra, nơi bắt hàng thử bom nguyên tử trong quá khứ, chừng 49 cây số tương đương với 30 dặm. Tin tổng hợp, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói, thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ được thi hành trong vài ngày nữa nếu mọi vấn đề được diễn tiến êm đẹp. Ông Kerry cho hay, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Azif đã chấn an ông rằng Iran dự định sẽ thi hành các nghĩa vụ của mình trong thời gian nhanh nhất có thể. Trong một sinh hoạt riêng rẽ, ông Kerry bác bỏ những cáo buộc cho rằng Mỹ không chú ý đúng mức tới Bắc Triều Tiên trong thời gian vừa dẫn đến vụ thử nghiệm bom trong tuần này. Ông Kerry khẳng định Bắc Triều Tiên vẫn là đề tài hàng đầu trong các cuộc thảo luận với Trung Cộng đồng minh của Bình Nhưỡng. Ông Kerry nói, Trung Cộng áp dụng một đường hướng ngoại giao đặc biệt theo ý họ. Chúng tôi đồng ý và tôn trọng họ để họ có thời gian thực hiện đường lối đó. Trong cuộc đối thoại với phía Trung Cộng, tôi cũng đã xác định rõ ràng phương cách giải quyết đó của họ không hữu hiệu và chúng ta không thể tiếp tục như cũ. Ngoại trưởng Kerry nói đã đến lúc tất cả mọi người, không riêng gì Trung Cộng, phải bảo đảm mọi sự sẽ không còn như cũ khi nói đến cách đối phó với Bắc Triều Tiên. Tin Hoa Thịnh Đốn Việt Nam nằm trong 10 nước Đông Nam Á sẽ tham gia cuộc họp thượng đỉnh Asian do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ tọa vào giữa tháng 2 tới đây tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thông cáo Tòa Bạch Ốc vừa công bố cho hay cuộc họp chưa từng có từ trước đến nay với lãnh đạo các nước Đông Nam Á, lần đầu tiên được chủ tọa bởi Tổng thống Mỹ dựa trên mối quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng mà Washington cùng ASEAN cố gắng tạo dựng từ năm 2009. Vẫn theo thông cáo, sự kiện này sẽ giúp thăng tiến hơn nữa tiến sách của Mỹ tái cân bằng chung quanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra ngày 15 và 16 tháng 2 tại trung tâm Sunnylands ở Rancho Mirage, tiểu bang California, nơi tòa bạch ốc thường tổ chức các buổi tiếp xúc với các nhân vật cao cấp bên ngoài thủ đô Washington, Mỹ đang nỗ lực tăng cường sự đoàn kết trong khối ASEAN trước sự gây hấn của Trung Cộng ở Biển Đông. Bốn nước trong ASEAN bao gồm Việt Nam, Brunei, Malaysia và Singapore cũng là thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là thỏa thuận quan trọng đối với Mỹ trong chính sách hướng về châu Á, cả về an ninh lẫn kinh tế để ứng phó với sức mạnh đang bành trướng của Trung Cộng tin Hoa Thịnh Đốn, các chí chức Mỹ cho hay giới thẩm quyền về di trú đã câu lưu 121 người từ hôm thứ Sáu trong các cuộc bố ráp đầu tiên nhằm trục xuất các gia đình đã di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ từ tháng 5 2014. Bộ trưởng An ninh nội địa Jeff Johnson nói rằng các đối tượng này đã bị câu lưu tại các tiểu bang Texas, Georgia và North Carolina. Ông Johnson mô tả những người này là thành viên của các gia đình Trung Mỹ đã băng qua biên giới vào nước Mỹ từ Mexico. Nhà chức trách nói rằng những người bị cầm giữ trước đó đã bị một tòa án về di trú ra lệnh trục xuất sau khi đã tận dụng mọi biện pháp pháp lý để tránh bị gửi trả về quê hương của họ. Ông Johnson nói đa số được đưa vào các trung tâm tạm giam ở Texas trong khi chờ bị trục xuất. Tòa Bạch Ốc không bình luận về những chi tiết trong các vụ bắt giữ, vốn đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo chính trị Mỹ và khơi ra những vụ tranh cãi trong công chúng Mỹ. Nhưng người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, Charles Ernest nói, trọng tâm của các ưu tiên trong việc thực thi luật di trú là trục xuất những người vi phạm luật hơn là những gia đình, trong khi họ chú trọng vào thành phần vượt biên vào đất Mỹ trong thời gian gần đây các vụ bắt giữ mới nhất chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ của con số khoảng 100.000 di dân từ Trung Mỹ. Đa số là những bà mẹ và những đứa trẻ không có người lớn đi kèm và bắt đầu vượt biên tràn vào nước Mỹ theo nhiều đợt cách nay gần 20 tháng. Giới phân tích trong các vụ gia tăng số người vượt biên giới sang Mỹ cho biết là có những thành phần liên quan tới các băng đảng tội phạm ở Trung Mỹ cũng như có những trường hợp của những người tìm cách đoàn tụ với thân nhân hiện đã ở Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Tham dự phiên tòa xét xử vụ án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Vụ án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy sẽ được Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng Giêng năm 2016 với cáo buộc các tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Theo thông báo số 38 HSTB của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra ngày 6 tháng Giêng năm 2016 cho biết, các luật sư tham gia bào chữa gồm có luật sư Trần Văn Tạo, luật sư Nguyễn Hà Luân, luật sư Hà Hải, luật sư Trần Quốc Thuận, luật sư Trịnh Minh Tân, luật sư Nguyễn Tiến Dũng và luật sư Hà Huy Sơn Phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng Giêng năm 2016 tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, số 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Cùng ngày, trên website của Bộ Công an loan tin cáo buộc ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy đã có hành động đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ ngày Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh bị tạm giam, nhiều lần bà Lê Thị Minh Hà, vợ của ba Sam Nguyễn Hữu Vinh đã phải lên tiếng kêu cứu vì nghi ông bị nhiễm độc do bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hạ thủ, gây nguy hiểm đến tính mạng. Được biết, ông Nguyễn Hữu Vinh là chủ trang blog An Ba chuyên cập nhật liên tục tin tức về tình hình chính trị, văn hóa tại Việt Nam. Trước đây, lúc ông Nguyễn Hữu Vinh còn hoạt động, mỗi ngày có khoảng 100.000 người đọc còn bà Nguyễn Thị Minh Thúy cũng từng là biên tập viên và quản trị trang blog An Ba tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật kêu cứu. vào ngày 8 tháng giêng năm 2016, cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật đã viết đơn kêu cứu về việc gia đình anh liên tục bị công an và an ninh huyện Lâm Hà sách nhiễu, khủng bố tinh thần, đàn áp, hành hung và phá hoại kinh tế. anh Trần Minh Nhật đã gửi đơn kêu cứu đến Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đặc phái viên Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cơ quan ngoại giao các nước tại Việt Nam, các tổ chức bảo vệ nguyên quyền và các cơ quan truyền thông, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Trong đơn, anh Trần Minh Nhật cho biết, vào khoảng 10 giờ 30 tối ngày 2 tháng Giêng năm 2016, những kẻ lạ mặt đã ném đá vào nhà lúc mọi người đang ngủ. Ngày một tháng giêng năm 2016 tức là ngày Tết dương lịch, rẫy nương của anh Trần Khắc Đường anh trai đã bị kẻ xấu phá hoại, hơn 382 gốc hồ tiêu đã bị đầu độc bằng thuốc hóa học dẫn đến chết hàng loạt. Ngày 24 tháng 12 năm 2015, dịp lễ Giáng sinh, nhà anh Trần Khắc Đạt anh trai cũng đã bị kẻ giấu mặt chặt hơn 155 cây cà phê và 11 cây bơ, ước tính khoảng gần 2 hecta cũng trong ngày 24 tháng 12 năm 2015, xảy gia đình anh bị nhổ 7 gốc tiêu và sau này phát hiện ra hơn 400 gốc hồ tiêu bị đầu độc dẫn đến vàng lá, rụng trái và đang chết dần. Anh Trần Minh Nhật cho biết, gia đình tôi từ trước đến nay không gây thù chuốc oán với ai cả. Tuy nhiên, kể từ ngày tôi được tự do, công an mặc thường phục luôn theo dõi, tụ tập thành nhóm canh gia đình tôi ngay ngoài cổng họ đã đánh đập hành hung tôi hai lần trong tháng 11 2015. Tính mạng tôi liên tục bị đe dọa. Bây giờ, kinh tế gia đình tôi lại bị phá hoại như vậy. Thiệt hại rất nghiêm trọng và không biết ngày mai sẽ ra sao. Anh Trần Minh Nhật cũng cho biết thêm, sau khi những sự việc xảy ra, gia đình anh đều trình báo cho cơ quan thẩm quyền huyện Lâm Hà đến giải quyết tuy nhiên đến bây giờ phía cơ quan chính quyền huyện lâm hà vẫn chưa hồi đáp hay tiến hành điều tra được biết trong thời gian bị án quản chế tại địa phương anh trần minh nhật đã mở một lớp dạy tiếng anh miễn phí cho các em nhỏ nhưng cũng đã bị nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu gây áp lực không cho các em học sinh đến tham gia lớp học cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật từng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam với cáo buộc hoạt động nhằm luật đổ chính quyền, bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương. Anh được tự do vào ngày 27 tháng 8 năm 2015 vừa qua. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Tình Đốn. Chúng tôi là Tạ Kỳ Hải từ thủ đô Washington và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, mùng 8, tháng Giêng 2016, Dow Jones 16.346.45, week to trừ 6.19%, year to day trừ 6.19%, Nasdaq

Giá dầu thô 32 đô la 88 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu mùng 8 tháng Giêng 2016. Giá xăng 1 đô la 988 một gallon theo công ty AAA thứ sáu mùng 8 tháng Giêng 2016. Đồng euro tương đương với một Mỹ kim 9 cent của Hoa Kỳ. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương với 6.57 đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và cũng một đô la của Hoa Kỳ tương đương với 74.85 của đồng Rappo của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm mùng 7 tháng Giêng 2016, 30 năm cố định là 3.97% đi xuống và 15 năm cố định là 3.26% đi lên. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy mùng 2 tháng Giêng 2016 có 277.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 10.000 so với tuần lễ trước đó. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy 26 tháng 12 2015, Mỹ có 2 triệu 230.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 25.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ đã cung cấp 292.000 việc làm mới trong tháng 12 2015 và 2 triệu 650.000 việc làm cho toàn năm 2015, là năm đứng hạng nhì kể từ 1999. Tỷ số thất nghiệp vẫn ở mức 5% được coi là full employment trong 3 tháng liên tiếp là mức thấp nhất trong vòng 7 năm. Kinh tế Mỹ Thị trường chứng khoán tuần này, cả 3 chỉ số đều đi xuống với Dow Jones mất 1.079 điểm, nghĩa là giảm, trừ Nasdaq giảm trừ 7.26% và SP500 giảm trừ 5.96%. Thật là một tuần lễ khởi sự đầu năm tồi tệ nhất của chỉ số Dow Jones kể từ năm 2011. Riêng ngày thứ sáu, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.39%. Hồng Kông Hang Seng tăng cộng 0.59%, Shanghai Composite tăng cộng 1.97%. London FTSE 100 giảm trừ 0.70% và DAX của Đức giảm trừ 1.31%. Những sợ hãi về tình trạng chậm chạp trong 10 tháng liền của ngành chế tạo của kinh tế Trung Quốc vì sự suy sụp 12% của thị trường chứng khoán đầu năm của Trung Quốc trong tuần qua với hai lần phải cho tạm ngưng thị trường mua bán chứng khoán cùng với sự tuột dốc của giá dầu xuống thấp nhất trên thị trường đã là những trái đấm rất nặng ký vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ dầu mất giá xuống mức thấp nhất kể từ 2003 là một trong những động lực chính đứng sau lưng sự ồ ạt bán tháo bán đổ chứng khoán trong tuần. Đã xóa mất 1 trong 1 trillion, tức là 1.100 tỷ Mỹ Kim từ chứng khoán thuộc nhóm S&P 500. Tuần này, giá vàng đã đi lên, phản ảnh tâm lý của giới đầu tư mỗi khi có sự dao động của thị trường chứng khoán. Đồng đô la vẫn duy trì giá trị tương đối cao so với đồng euro đồng euro tương đương với 1.09 mỹ kim. Nhất là so với đồng rouble của Nga, 1 đồng uh, đô la của Mỹ tương đương với 74.85 rouble của Nga và so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, 1 đô la của Mỹ bằng 6.57 Chinese uh, Yuan, tức là đồng nhân dân tệ. Giá dầu thô xuống còn 32 đô la 88 cent một barrel và ngày cuối tuần mất giá hơn 60% chỉ trong vòng 18 tháng. Sự mất giá dầu đã khiến ngành kỹ nghệ dầu tại Mỹ cắt giảm hơn 100.000 việc làm trong năm 2015. Các công ty khai thác dầu đang gặp khó khăn về ngân sách, nhiều công ty đang mang nợ lớn. Kinh tế thế giới. Những gì đã làm cho thị trường chứng khoán toàn cầu kinh hoàng trong tuần qua. Cả thế giới kinh hoàng là bởi sợ hãi về nền kinh tế đang suy sụp của Trung Quốc và vì giá dầu vẫn tiếp tục đi xuống, không ai biết chắc giá dầu sẽ xuống tới đâu. Chúng ta cần lưu ý đến những sự kiện sau đây. Thứ nhất, chứng khoán Mỹ khởi sự năm 2016 đã mất giá kỷ lục hơn 6%. Chứng khoán Trung Quốc đã sụp đổ. Thị trường chứng khoán Shanghai Composite đã mất 12% từ đầu năm 2016 tới nay. Giải pháp Circuit Breaker của Trung Quốc đã tạo phản ánh ngược tệ hại hơn. Chứng khoán Âu Châu cũng đang bị suy sụp. Thị trường của Đức mất 7% của Anh và Pháp cũng mất khoảng 5% kinh tế Trung Quốc đã không còn hấp dẫn nữa. Thị trường toàn cầu bị suy sụp phần lớn là vì lo ngại kinh tế Trung Quốc đã bị suy sụp và lan rộng toàn cầu. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc bị mất giá thấp nhất trong vòng 5 năm. Việc phá giá đồng bạc có thể giúp ngành xuất cản nhưng cũng khiến cho tiền bạc sẽ bỏ nước ra đi. Giá dầu đi xuống mức 32 đô la một barrel, mức thấp nhất trong 12 năm. Giá dầu rẻ có lợi lớn cho người lái xe, nhưng sẽ gây sợ hãi cho thị trường chứng khoán. Các công ty năng lượng giảm lợi tức và còn có thể gây sự chậm chạp và suy sụp của sự phát triển toàn cầu. Giới đầu tư sẽ bị căng thẳng thần kinh khi nhận thấy có sự leo thang giữa Saudi Arabia và Iran là những nước lãnh đạo khối OPEC. Bắc Hàn tuyên bố ồn ào về tin tức đã thử bom kinh khí hydrogen ace bomb, mặc dù Mỹ không tin là việc có thực và sự sợ hãi lịch sử của chứng khoán có thể lặp lại tình trạng suy sụp của thị trường chứng khoán của năm 2008. Thị trường chứng khoán Mỹ đang xa vào tình trạng correction điều chỉnh vì đã đi xuống 10%. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.